Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về một ICO, đó là ICO ContentBox. ICO này hiện tại đang có trang web chính thức của mình, đó là ContentBox.one. Và trang web này có giới thiệu về lộ trình phát triển của dự án ICO ContentBox, cũng như là về đội ngũ phát triển, tính năng và khái niệm của dự án. Cơ sở hạ tầng blockchain cho ngành công nghiệp số, nội dung số, trao quyền cho một hệ sinh thái nội dung số phi tập trung. Các bạn có thể đọc báo cáo chính thức hoặc là tham gia vào airdrop bằng cách kết nút tại đây ạ. Tiếp theo thì nội dung này, ngành công nghiệp nội dung của ngày hôm nay gồm có như là người dùng nội dung, chi phí cao được truyền cho người tiêu dùng, resort đến nội dung vi phạm bản quyền, không được thưởng cho nội dung giám tuyển, người chơi trong ngành, casino được dữ liệu làm tăng cơ hội cạnh tranh về quyền chia sẻ lợi nhuận, chi phí hoạt động cao cho kế toán và báo cáo. Người sáng tạo nội dung thì gồm có kênh tìm kiếm hạn chế, thời gian hoàn vốn dài, một số nghệ sĩ có thể không bao giờ được thanh toán. Tại sao lại là ContentBox? Để bật hệ thống thanh toán thống nhất, một hồ bơi nội dung được chia sẻ và một hồ bơi người dùng được chia sẻ. Gồm có như là thanh toán hộp thì một blockchain nhanh chóng và an toàn để thực hiện các khoản thanh toán ngẫu nhiên cho nhiều bên. Một hộ chiếu hộp, một dịch vụ nhận dạng dựa trên blockchain và dịch vụ phân bổ trên nhiều ứng dụng. Hộp giải pháp chìa khóa trao tay cho các đối tác vừa và nhỏ để thiết lập một nền tảng nội dung dễ dàng và nhanh chóng. Các bạn có thể xem video của chúng tôi tại đây. Đây là video giới thiệu về cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain cho ngành công nghiệp nội dung số phi tập trung. Đây, các bạn có thể click tại đây để xem video của chúng tôi được chi tiết hơn. Tiếp theo thì về lộ trình phát triển của dự án ContentBox One. Thì dự án này được vào tháng Giêng năm 2016 thì nhóm ContentBox được thành lập. Sau tháng 2 đã khởi chạy được ContentBox cho hệ điều hành Android. Sau năm 2017 thì vào tháng Giêng đã khởi chạy được ContentBox cho hệ điều hành iOS. Vào tháng 10 thì đã khởi chạy được trên máy chạy tính năng tìm kiếm âm thanh trong show. Sang đến năm 2018 thì vào tháng 9 tới sẽ đưa ra kế hoạch về việc mã thông cá báo được tích hợp vào ứng dụng ContentBox. Và tháng 12 thì sẽ ra mắt Box Fast Post phiên bản Alpha. Tiếp theo sẽ có kế hoạch cho năm 2019 vào tháng 3 Testnet của Box Payout trực tuyến. Quý 4 thì sẽ ra mắt Mainnet Box Payout. Tiếp theo thì về đối tác của ContentBox, nền tảng Postcast toàn cầu đã giành giải thưởng với hơn 50 triệu nội dung âm thanh ở 135 quốc gia và 70 ngôn ngữ, nghe được hơn 17 triệu người dùng. Công nghệ độc quyền của ContentBox bao gồm các tính năng như là đề xuất podcast được sắp xếp và tìm kiếm sâu trong âm thanh để tùy chỉnh nghe từng trải nghiệm. Gồm có 50 triệu nội dung âm thanh, 17 triệu người dùng và hiện tại đang xếp hạng thứ 3 trên Google Play với 30 triệu đô. Về nhóm quản lý, đây là các thành viên trong nhóm quản lý của dự án ContentBox, gồm có như CDO PKU Giang Khu, về Xiaomi Alexi, tiến sĩ Xiao Hun Liu, vân vân. Tiếp theo thì gồm có các đội ngũ, các nhà tư vấn hoạt động của dự án ICO ContentBox như là người sáng lập Femsi Capital, giáo sư tại Đại học bang Iowa, người sáng lập tại Innovation Capital, người sáng lập tại Hydro, vân vân. Về nhà đầu tư thì dự án của chúng tôi thu hút được rất là nhiều nhà đầu tư như là Nivna Capital này, Nos Capital, Block, CUP, Cornerstar, Sora, Block Capital, Bito King, vân vân, rất là nhiều các nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án ICO ContentBox của chúng tôi. Tiếp theo vì nội dung trong tin tức thì đây là các tin tức được các đơn vị báo chí truyền thông đưa tin về dự án ICO của chúng tôi, như là tin tức podcast platform ContentBox khởi chạy dự án blockchain để thưởng cho người sáng tạo, tin tức ContentBox để giới thiệu wallet trong ứng dụng tiền điện tử thích hợp sẵn, tin tức
Coinbase ở trên trang Bitcoin trao quyền cho ngành sáng tạo nội dung thông qua công nghệ blockchain. Như ở trang New BTC thì có đưa ra tin tức như là tận dụng công nghệ blockchain để nâng cấp sân chơi trong ngành truyền thông kỹ thuật số. Các bạn có thể vào trực tiếp trong web của ICO, đó là contentbox.one, để xem các tin tức đưa ra giới thiệu về khái niệm cũng như là chức năng, giới thiệu về dự án ICO của chúng tôi để các bạn có thể có những hiểu biết rõ hơn về dự án của chúng tôi. Và các bạn cũng có thể để lại địa chỉ email của mình tại đây. Chúng tôi sẽ gửi những cập nhật mới nhất về mã thông báo cũng như về sự phát triển của ICO ContentBox đến các bạn. Và các bạn hãy theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội như Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, vân vân đấy các bạn ạ. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.